Xin kính chào quý khán giả đã đến với bản tin Tài chính Bất Động Sản được cập nhật mới mỗi ngày của chúng tôi. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Kết thúc hành trình 10 ngày công du Mỹ và Brazil, đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu về tới sân bay Nội Bài vào sáng ngày 27 tháng 9. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã kết thúc thành công chuyến công tác tới Mỹ, tham dự phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 78 và các hoạt động song phương từ ngày 17 tháng 9 đến ngày 23 tháng 9. Thăm chính thức Brazil từ ngày 23 tháng 9 đến ngày 26 tháng 9. Chuyến đi nhằm cụ thể hóa triển khai nhằm thỏa thuận trong tuyên bố chung Việt Nam-Mỹ của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Mỹ Joe Biden, thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Brazil và Việt Nam-Liên Hợp Quốc. Việc này cũng nhằm góp phần nâng cao vị thế, uy tín và hình ảnh Việt Nam, mở ra nhiều cơ hội hợp tác, thu hút thêm các nguồn lực để phát triển đất nước. Với các hoạt động dày đặc, riêng tại Mỹ có khoảng 60 hoạt động trong 113 giờ làm việc. Ngày cao điểm có tới gần 20 hoạt động. Chuyến công tác của Thủ tướng đã để lại nhiều dấu ấn. Điều đặc biệt là trong suốt hành trình dài từ Đông Bán Cầu tới Tây Bán Cầu, từ Bắc Mỹ tới Nam Mỹ, cả 6 lần di chuyển của đoàn công tác bằng máy bay đều là những chuyến bay đêm để dành toàn bộ thời gian ban ngày cho các hoạt động làm việc. Chuyến công tác không có thời gian trống. Các hoạt động diễn ra liên tục từ sáng sớm tới tối muộn. Rất nhiều sự kiện được tổ chức theo hình thức kết hợp ăn sáng làm việc, ăn trưa làm việc, ăn tối làm việc. Tất cả các cuộc làm việc đều bảo đảm thực chất, hiệu quả nhất. Phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại một số phiên họp của Liên Hợp Quốc, cũng như các bài phát biểu chính sách tại Mỹ và Brazil đã truyền tải những thông điệp lớn về quan điểm, chính sách cụ thể của Việt Nam nhằm triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ 13. Thông điệp của Thủ tướng truyền đi hình ảnh về một Việt Nam trân quý hòa bình, ổn định, đang phát triển mạnh mẽ về kinh tế xã hội, đồng thời có vai trò, vị thế và uy tín ngày một được nâng cao trên trường quốc tế. Trong các bài phát biểu, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, trải qua nhiều đau thương, hy sinh, mất mát từ nhiều cuộc chiến tranh cũng như sự chia cắt, bao vây, cấm vận trong thế kỷ trước, Việt Nam thấu hiểu và trân trọng giá trị của hòa bình, hợp tác và phát triển. Với tinh thần gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt, phát huy tương đồng, hướng tới tương lai, bằng sự kiên trì, cố gắng và nỗ lực không mệt mỏi, Việt Nam đã biến thù thành bạn, chuyển đối đầu thành đối thoại, vừa hợp tác vừa đấu tranh, đưa đối thủ thành đối tác và được bạn bè quốc tế xem là hình mẫu của hợp tác, khắc phục và hòa giải sau chiến tranh vì sự phát triển và thịnh vượng chung của các bên. Hình mẫu Việt Nam cho thấy không có gì là không thể trong quan hệ quốc tế để tìm đến hòa bình, hợp tác và phát triển. Theo lời Thủ tướng, phát biểu tại phiên khai mạc Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng đã nêu đậm quan hệ Việt Nam-Mỹ, trong đó nhấn mạnh không ai có thể tưởng tượng có một ngày Tổng thống Mỹ đứng cạnh lãnh đạo Việt Nam ở Hà Nội và tuyên bố cam kết thúc đẩy quan hệ hợp tác ở mức độ cao nhất. Điều này là một minh chứng cho việc các nước có thể vượt qua quá khứ, từ đối thủ trở thành đối tác để cùng giải quyết các thách thức và hàn gắn vết thương. Từ bài học kinh nghiệm này, Tổng thống Joe Biden khẳng định Mỹ sẵn sàng hợp tác với các nước để giải quyết các tranh chấp và Mỹ cam kết thúc đẩy chủ nghĩa đa phương nhằm giải quyết các thách thức toàn cầu. Với Mỹ, đây là chuyến công tác đầu tiên của lãnh đạo chủ chốt Việt Nam sau khi hai nước thiết lập khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Các đối tác Mỹ đều khẳng định coi trọng Việt Nam và phát triển quan hệ hai nước. Phía Mỹ phản hồi tích cực đối với các ưu tiên của Việt Nam về việc sớm công nhận quy chế kinh tế thị trường, hạn chế các biện pháp phòng vệ thương mại, mở cửa hơn nữa thị trường cho một số mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam, hỗ trợ Việt Nam xây dựng hệ sinh thái bán dẫn và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh. Chuyến thăm chính thức Brazil của Thủ tướng cũng mang ý nghĩa quan trọng. Nhân chuyến thăm, hai bên đã ra thông báo chung, văn kiện quan trọng, thể hiện tầm vóc của quan hệ hợp tác giữa hai nước, đồng thời định hướng cho hợp tác ngày càng thực chất, hiệu quả, hướng tới khuôn khổ quan hệ mới phù hợp trong thời gian tới. Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cấp trên tất cả các kênh, triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có giữa các nước về tham khảo chính trị và hợp tác kinh tế thương mại, phấn đấu tăng kim ngạch song phương lên 10 tỷ đô la Mỹ năm 2025 và 15 tỷ đô la Mỹ năm 2030. Đúng 16 giờ 45 ngày 17 tháng 9 theo giờ địa phương, tức 6 giờ 45 ngày 18 tháng 9 theo giờ Việt Nam, chuyên cơ chở Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Việt Nam đã đến sân bay San Francisco, bắt đầu chuyến công tác từ 17 tháng 9 đến 23 tháng 9 tại Hoa Kỳ. Ra đón Thủ tướng Phạm Minh Chính tại sân bay có đại diện chính quyền thành phố San Francisco, Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng, Tổng lãnh sự Việt Nam tại San Francisco Hoàng Anh Tuấn và một số cán bộ Tổng lãnh sự quán. Vài giờ sau khi đến San Francisco, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có buổi gặp gỡ thân mật cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ.
ngày 18 tháng 9, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự kiến sẽ có lịch làm việc với dài đặc các hoạt động, ăn sáng làm việc với một số đại diện doanh nghiệp Việt Kiều tiêu biểu tại San Francisco, dự diễn đàn kinh doanh Việt Nam-Hoa Kỳ, hợp tác trong lĩnh vực công nghệ, đổi mới sáng tạo, thăm và phát biểu tại Trường Đại học Tổng hợp San Francisco, tiếp đoàn chính trị gia và doanh nghiệp bang Oregon, đoàn chính trị gia San Francisco và khu vực Bay Area, thăm công ty sản xuất chip bán dẫn NVIDIA, công ty Synopsys, công ty Meta. Theo chương trình làm việc, ngày 22 tháng 9, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ dự và phát biểu tại phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại thành phố New York. Sáng nay, 16 tháng 9, Thủ tướng Phạm Minh Chính rời Hà Nội lên đường sang thành phố Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc dự hội chợ Trung Quốc ASEAN. Chuyến công tác 2 ngày của Thủ tướng Phạm Minh Chính ngày 16 và 17 tháng 9 diễn ra theo lời mời của Chính phủ Trung Quốc. Tháp tùng Thủ tướng Phạm Minh Chính có Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phất, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh và Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Nguyễn Quốc Đoàn, Thứ trưởng các Bộ Ngoại giao, Quốc phòng, Kế hoạch và Đầu tư, Công an, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng tháp tùng. Trong 2 ngày ở Trung Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ có bài phát biểu quan trọng tại lễ khai mạc Hội chợ Trung Quốc ASEAN K-Expo và Hội nghị Thượng đỉnh Thương mại Đầu tư Trung Quốc ASEAN KBIS lần thứ 20. Chuyến đi của Thủ tướng Phạm Minh Chính cho thấy sự coi trọng của Việt Nam đối với sự kiện lần này, quan hệ Việt Nam-Trung Quốc và ASEAN-Trung Quốc. Trong 19 kỳ hội chợ trước đó, Việt Nam luôn có lãnh đạo chính phủ tham dự, bao gồm 5 lần cấp thủ tướng và 14 lần cấp phó thủ tướng. Việt Nam cũng là nước có số lượng gian hàng, doanh nghiệp tham gia nhiều nhất trong ASEAN qua mỗi kỳ. Dự kiến trong khuôn khổ chuyến công tác lần này, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ có cuộc gặp với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường và Bí thư Khu ủy Quảng Tây Lưu Ninh, cùng một số trưởng đoàn các nước tham dự K-Expo KBIS. K-Expo KBIS là một trong 4 hoạt động có ý nghĩa quan trọng được chính phủ Trung Quốc quyết định tổ chức thường niên cùng diễn đàn Bắc Ngao, diễn đàn Davos Thiên Tân và hội chợ nhập khẩu quốc tế Thượng Hải. Với tầm quan trọng đó, sự kiện này thường có sự tham dự của lãnh đạo là Ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc. K-Expo và KBIS lần thứ 20 đánh dấu lần tổ chức trực tiếp đầu tiên sau 3 năm đại dịch Covid-19. K-Expo KBIS năm nay có chủ đề cùng xây dựng ngôi nhà chung, cộng đồng chung, vận mệnh hướng đến tương lai, thúc đẩy sáng kiến vành đai và con đường phát triển chất lượng cao và xây dựng trung tâm tăng trưởng kinh tế. Hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược Trung Quốc ASEAN. Việt Nam có vị trí cầu nối Trung Quốc và các nước Đông Nam Á. Vì vậy, hợp tác giữa Việt Nam với Trung Quốc trong khuôn khổ sáng kiến vành đai và con đường có ý nghĩa thúc đẩy kết nối khu vực. Nhận định trên được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đưa ra tại phiên thảo luận chính sách với chủ đề Sáng kiến vành đai và con đường, chất xúc tác cho hợp tác và phát triển khu vực đang diễn ra tại Hồng Kông, Trung Quốc. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Nếu quý khán giả có bất kỳ thắc mắc hay góp ý nào, có thể comment vào phía dưới video này và đừng quên nhấn nút like, share và subscribe cho kênh của chúng tôi. Chúng tôi rất mong nhận được sự đồng hành và ủng hộ của quý khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau. Xin chào!